Các viên chức cố vấn là những người Mỹ đầu tiên đến để chiến đấu bảo vệ Việt Nam Cộng hòa và cũng là những người cuối cùng rời khỏi Việt Nam. Các cố vấn Mỹ phục vụ từ năm 1954 cho đến năm 1975 đã sánh vai chiến đấu với quân đội Việt Nam Cộng hòa và các đơn vị dân quân trong khắp cả nước, ở các thành phố, ở các thôn làng xa xôi, ở nông thôn cũng như ở đồng bằng. Họ sống chết bên cạnh các đối tác Việt Nam họ đã giành được huân chương danh dự đầu tiên và cuối cùng tại Việt Nam. Đại úy Roger Donlan, bộ binh, tháng 7 năm 1964 và hạ sĩ Michael Thornton, hải quân, ngày 30 tháng 10 năm 1972. Nhiều viên cố vấn Mỹ đã ở lại với các đối tác Việt Nam cho đến giờ phút cuối cùng và rời khỏi Việt Nam trên các chuyến bay cuối cùng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mạng lưới Counterparts được thành lập vào năm 1990 để kết nối các cựu cố vấn lại với nhau và với các chiến hữu của miền Nam Việt Nam. Counterparts hiện có hơn 600 thành viên từ Hoa Kỳ, Việt Nam, Lào, Thái Lan, Úc, Canada và Pháp. Vào đầu thập niên vào 1990, Counterparts tham gia hỗ trợ người Mỹ gốc Việt trên khắp Hoa Kỳ trong một chương trình của BPSOS nhằm bảo vệ thuyền nhân Việt Nam bị cưỡng bức hồi hương về lại với Cộng sản Việt Nam. Trong số những thuyền nhân này, có nhiều người là cựu đồng minh của Mỹ. Cuộc vận động này cuối cùng đã dẫn đến việc tái định cư của gần 20.000 thuyền nhân trên nước Mỹ. Counterpart, qua nỗ lực của tổ chức cũng như nỗ lực cá nhân của các thành viên, đã là động lực thúc đẩy việc chính phủ Mỹ chính thức công nhận những chiến binh thuộc người dân bản xứ, người thượng đã chiến đấu như các đồng minh của Mỹ là một quân đội bí mật. Counterparts tiếp tục ủng hộ cho công cuộc đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam, Campuchia và Lào. Qua dịch vụ tìm kiếm, Counterparts đã tìm thấy được và kết nối các cựu cố vấn với các đối tác của họ và đã giúp nhiều người trong số này di cư sang Mỹ và bắt đầu cuộc sống mới. Counterparts thành lập Đài tưởng niệm tại nghĩa trang quốc gia Arlington để vinh danh các biệt động quân Việt Nam vào năm 1994, người Hờ Mông Lào vào năm 1997 và những người thượng vào năm 2015. Tên tiếng Việt của Counterparts là Tương Hữu Đông Nam Á. Tương Hữu diễn tả tình huynh đệ chi binh đặc thù nảy sinh ra từ lòng tin cậy lẫn nhau trong cuộc chiến và cùng chia sẻ một lý tưởng chung. Một ví dụ hoàn hảo của tương hữu là lời nói của một người lính thượng đối với đối tác người mỹ của anh anh chết tôi chết